giờ mình phải sang bên này bên kia giấy phép. Chứ ở đây không được để xe. Ở đây rất là đông chút là không cho để xe.
thôi. Lơ rồi. Đi bộ lại gần 7 phút đó. Tầm như vậy. Đến nơi rồi, hết đúng 7 phút luôn. Đến nơi là hết 1 phút nha. Vứt quần áo bên chị à? Bảo là đi như này lấy quần áo đâu mặc đấy, vứt quần áo bên chị à? Bếp ai đấy? Em vẫn chơi mang hạt phe lên chung cư như thế nào? Ai mời đi. Đây. Đây.
đâu. Một tuần hôm nay là ngày cuối cùng, tao đi sớm nhất trong tuần. Hôm sẽ không biết đi. Hôm sẽ không biết đi. Hôm nay là ngày đi sớm nhất. Xin cảm ơn. Cất dép đi nhá, không mất dép của chị là chết. Chị chửi chết. Để sao mà tôi hiểu nhất à? Ôi. 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 Ôi luôn đấy. Đến sớm. Hôm nay ta đi có sớm hơn 10 phút rồi bạn. Bằng giờ hôm qua tao còn đi mua xôi cho mày nên là tao còn bị muộn. Tại vì mày biết vì sao ấy, hôm qua tao bị chạy hộp mồm không? Vì hồ xôi của mày đấy. Chị có tiền mặt không? Chị có tiền. Không có tiền mặt. Có nhưng mà tao kêu mày là tao hết tiền đấy. Mày đồ đổ xăng thôi. Ê đùa. Sao nó rụng như vậy? Hôm nay chúng ta thì là những người đi sớm của năm. Bảo biết đi. Hello. Hôm nay em sớm không? Sớm nhất phòng. Thế. Chân chị đang chỉ bao tiền à? Gì á? 4 thôi. À, bây giờ chuyển tiền giả không nợ đấy nhá. Uống mấy? Trả chứ. Không nợ thì nó lại lương. Đúng. Tự nhiên mình thành có một con nợ. Đòi nợ của một người chứ đủ với đòi nợ thêm của con này nữa. Đùa. Mình lấy trên mặt á. Như nào vậy? Mình lấy trên mặt á hay như nào? Nhiều có bao nhiêu tiền mặt? Quá. Tao xin chị Bích. Cái xin chị Bích thì tiền này tao tiêu cả tháng đấy. Em cũng không quá chị ạ. Hôm qua đã là ngày của chị rồi. Hôm qua là ngày của chị rồi thì chị phải phần cho người khác chứ. Tôi hỏi chị mãi rồi chú không sao.